ông Ôi, không bắt ra cái gì? thế ông bắt đi Nhìn con. con đi đâu làm gì ở đâu với ai làm sao chuyện gì đã xảy ra Đi chơi với em bé ạ. Mèo ơi đi chơi bùng cả ngày. Ok, đi chơi nửa ngày thôi mà cô. Bùng cả ngày, ngay cả ngày luôn. Sang bên này chưa? Có dự định tham gia cái này không? Cô ơi, có phần thưởng không cô? Cái gì? Có phần thưởng không cô? Cái gì cơ? Thưởng ấy cô. Có. Đâu cô? Phần thưởng là... Phần thưởng là gì cô không biết. Phần thưởng là gì? Xin lỗi, cô không biết. Nhưng mà cái này dễ mà. Bàn 5 phút. Người hùng. Thế bây giờ có idol gì không? Có. Đấy, chỉ cần nói lên cái idol đấy thôi. Nói con đơn giản à. Đơn giản không à. 3 đến 5 phút. Có cái miêu tả gì không? Có sử dụng tranh ảnh gì không? Có sử dụng biện pháp gì không? Sử dụng tiếng Anh. Quay rõ nét quanh ngang màn hình. Độ dài 35 phút. Thì con đã lên nhóm Facebook xem bao giờ chưa? Xem cái bài người ta post bao giờ chưa? Rồi cô. Rồi hả? Thấy mình là có thể làm hay hơn không? Con trả tiền tài hai người đi đây. À, lớn đấy. Đây đây. Mẹ con cứ nói em này. Cái này gì? Em ở trên cơ. Em trên này hả? Vâng. My name is Peter. I am a year old and today I would like to tell you about my grandpa. He is a ông. And today grandpa. He is living in heaven with my grandma. He looks up and has a gray hair with a big bright I go to the school and that lip. Dưới này có hay hơn. This topic is my hero. Who may roll in my eyes? Because he's very intelligent. Oh. He helped me solve the book's exercise. My topic is a engineer. Cô chỉ thấy cute đúng không? Bên này thấy dễ thương không? My dad is intelligent. Intelligent là cái gì vậy? Thông minh. Anh. Hai người à? 11 years old. Rose. 11 gần như bằng đứa con rồi. Many family. I love my father. Ấy, đứng yên chứ, chóng mặt quá. My con father ơi. Is my superhero. Mặt quá. Ui, bạn này thì ngồi như sếp luôn à. Boss ghê ấy. Hello, you're currently studying hello. My name is Dad. The girl. Không thích bạn này đâu. Là boss. Bạn này hơi tự tin quá đáng. Đây thiên tài bóng rổ tương lai. Cầu thủ tương lai.
I live in Ipidong, Ho Chi Minh City. Today, I will talk about my idol. Idol. Idol đá bóng như này, idol gì đây? Cái Bim Bayern. Vậy à? Do you know who? That is Michael Jordan. Michael Jordan. Cô không biết đâu, bóng chuyền, bóng rổ gì cô không biết ai đâu. He's a famous basketball player. Basketball player. Đó, oh, idol đây. Hát à? Mày hát à? Hello everyone. Morning. Con thấy hình như bài nào cũng 3 phút hết. 3 phút hết à? Nói ngắn gọn thôi, đừng nói nhiều quá. Cái bạn đầu tiên mẹ thấy bạn nói gần 10 phút. Có 3 phút thôi. Cái bạn đầu tiên 3 phút. Em bé 8 tuổi. Cô ơi, cô mở lại cái phần đầu tiên cho con với. Đó. Đấy à? Đây. Này 3 phút đây là gì đó. Tròn 3 phút. Lâu lâu, mẹ thấy lâu lâu, nhưng mà thật sự chỉ có 3 phút. Lâu là tại vì nói nhàm chán quá đấy. Không đứng không nói như này, nhưng mình có cái gì miêu tả, mình có tranh ảnh, mình dơ lên, alright. Mình có ngôn ngữ cơ thể mình sẽ sử dụng nhiều vào. Có suy nghĩ gì chưa? Có ý tưởng gì chưa? Ý tưởng về tranh ảnh gì? Chưa có à? Thế idol là gì? Thế định nói về người như nào? Ông cụ non. Người gần như đẹp trai, gần như là cao. 24, 38. 15. Thần tượng như thế nào? Gần như đẹp trai. Và cô viết cho bạn quận cái ảnh người mẫu rồi đấy. Không người mẫu. Google search ảnh ra người mẫu đẹp trai cao to. Thần tượng á? Thần tượng mình biết mình... À, hoàng tử hạnh phúc. Thần tượng còn gì nữa? Là ai vậy? Là cái chuyện của Tích Ê, hoàng tử hạnh phúc ấy. Thần tượng còn gì nữa? À thế à, thế nếu mà nói về hoàng tử hạnh phúc đấy phải nói như nào? Đấy, thần tượng. Rồi, nhìn câu đây. In ảnh hoàng tử ra xong rồi ôm ấp. Mình rất là thần tượng bạn hoàng tử này. Hôm nay mình sẽ kể cho cậu ấy về hoàng tử này nhé. Hoàng tử xấu trai, người đầy kim cương vàng bạc nhưng mà chả đáng được gì. Không, phải suy nghĩ nghiêm túc nha. Học bài đi. Bây giờ ngồi nghĩ không phải đến ngày mai. Do an eye attention. Could you do it? Could you do it? Would you do it? Yeah, I do. WhatsApp, okay, no. WhatsApp is no, no, no. Why? Because he is sick. What? He is sick. Sick or bad cold or temperature? I don't know. Some disease. Bệnh gì đấy? Bị cảm, bị cúm, bị ốm, bị sốt. Rồi, nhiều vấn đề. Right. Bad cold. Temperature. Can you say this word? Temperature. Okay, good job rồi. What was the first thing Sam wanted to do? Hey, answer. Oh. Hả? Play football with Paul. Nào trả lời cả câu. Sam wanted to. Wanted to play football with Paul. Okay. Could Sam do that? No, he couldn't. Alright, no, he couldn't. Good. Why not? Because he had a bad cold and a temper. Okay. What is? Couldn't I? Okay, now next. Couldn't send email to Jack and Daisy. He
his bike wasn't dirty because his bike was dirty, but he couldn't clean it. Clean it. It was because he couldn't go to Sally party. Okay. He couldn't do any homework. Couldn't do. Okay. Vậy couldn't ở đây nên hiểu là gì ta? Không thể. Không thể, không thể làm gì đấy trong quá khứ, đúng chưa? Đúng rồi. Đúng chưa? Đã không thể mua, đã không thể đánh thư điện tử, đã không thể rửa sạch xe, đã không thể đi đến đâu đấy và đã không thể làm bài tập. Ok. Yesterday we couldn't learn English together. Right? Just the game example. Okay, now A, B, C, or D. Are you ready? Yes, very much. Yeah. 36B. Could you do it? Look at the pictures. Listen and look. One. Where did Sam go this afternoon? Did you go to the zoo this afternoon, Sam? No, Uncle Jim. We went shopping. Mum bought me some new sport shoes. That's good. I know, but I wanted to play football. Why didn't you? I couldn't. I've got a cold. Two. What did Sam do this morning? I was busy this morning, Grandpa. Oh? What did you do? Did you work in the garden? No, but I cooked our lunch. Wow. That's clever. Yes. I wanted to clean my bike too, but I didn't. Three. Where is Sam's computer? I moved my computer yesterday. It's not in my bedroom now. Oh? Why? My sister wants to do her homework on it. And I don't want her in my bedroom. So, is it in the living room now? No, in the hall, by the stairs. Four. What homework does Sam have to do today? I've got to do my homework today, Mum. Have you got to do some writing or read your book? No. I've got to draw a map of an island. That's all. That's good. Five. What number is Sally's house? I couldn't go to Sally's party yesterday. Oh, I like Sally. Where does she live? She lives at number 18 Farm Street. That's funny. My cousins live at number 16 in that street. And my grandma lives at number 21. That's all a check. You're very good at listening. May I drink water? Okay. Next guy. So now you answer. You answer from number one to number five. What? You answer. Answer the question from where did Sam go this afternoon?
He go to the market. He go or he went? He went to the market. What did Sam do this morning? He is cook. He cooked the food. Okay, he cooked the food. Three. Where is Sam's computer? Sam's computer is in the hall. By the stair. Sam's computer. Phải có sử dụng các chữ. Mà mỗi Sam's computer là không đúng nhỉ? Sam's computer. Now, number four. What homework does Sam do today? Sam is drawing a map about the island. Ôi, trả lời gì lung tung vậy? Again. Sam's homework. Sam's homework is drawing a map about the island. Đúng rồi. Nếu nó là động từ thì biến nó thành verb ing, drawing. Đúng rồi. Chuẩn đó. Five. Number is Sally House. Sally House number is 18. 18, not 80. 80. Where? 19. What was the last thing you bought? Không cái gì vậy? Ông hóng cái gì vậy? Now answer me. Bạn ơi. I bought cheese. Tea? Cheese. Okay. How do you help at home? I clean the house, I wash the dishes, I cook food. I take care of the baby. What do you like cooking? Yeah, you cook. Don't tell me that you don't like cooking. You have to cook. Huh? Now, answer me. What do you like cooking? Nấu món gì hả cô? Ừ, thích nấu món gì? Rán trứng nhờ hay ăn, nó nhanh, trời ơi. I like cook noodles. Why? Trả lời dài ra. I like cooking noodles. Eggs. Vegetable. I like cooking. Noodles. Eggs. Noodles, eggs, and vegetables. How often do you clean your bike? Do you have a bike? Yes. How often do you clean your bike? Once a week. Uh-huh. That's good, boy. I clean my bike once a week. Where's the computer in your house? It's in living room. Good. How often do you email your friends? I can't email to my friend. Because I never. I never email to my friend. Me too. I just chat. By Yellow or by Facebook, never email. That's all. What's next? I know. I do this every time, 1,000 a week. And when? Say glasses. Fish. Say fish. Last drop. Back. Drop. Dinner. Panda. Dropped. Lost. But dropped.
Dropped. Dropped. Dropped. Ôi trời ơi, now what color are these glasses? Answer, these glasses are... These glasses are pink. Okay. What's the boy running after the wind? The boy is running after the captain, the medic. How many apples did the woman not drop? How many? One. The woman didn't drop one apple. One bowl. Trả lời đầy đủ ra đầu ngữ và vị ngữ, okay, subject and then the next. What's on the dinner plate? Some bean and one cup, one glass of water. On the table, no, on the plate. Come on. It's some bean and some sausage. Oh my God, this is sausage? Sausage? I don't know. I don't know too. I think it's some water, some sauce. Cái sauce gì đấy cơ? Sausages. Say this word. Sausages. Sausages. Nhớ cái từ G E này không? Ở cái từ oranges cũng có đó. Yeah, G E S này đó. What color is the tail's fish? The fish tail. The fish is in the water. Color. Yeah, the fish is on the pan. No. It's on my mom's pan. She's cooking it. No, I eat it last night. Last night. Yeah, last night I ate fish too. But not coffee. Coffee fish. My fish. Now thôi. What color? The color, the fish tail is orange. Orange? Oh, good. The man lost his chain. Chain? Chain ticket. Ticket. Ticket, not ticket. Whose face on his back? Whose? Clown. It's clown. Get clown's face. What's on the panda? Oh, what's the panda eating? Tree. Leaves. 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 Bamboo leaves. Nó che lá thuốc. Cái này buồn cười này. Okay, yeah. I couldn't do my homework because my dog hit my glasses. And I couldn't see. Really? I couldn't do my homework because my pet is at my book for lunch. For hungry. Is it... Làm gì có tự thì nào? Thì nào mà is xong đấy lại cộng từ, cộng với động từ thì quá khứ ha. Bậy nha. Đã bảo là đừng có is với động từ nữa cơ mà. My pet. Dạ, cô Tiên ơi. Dạ. Cô Tiên, cái nói nghe chuyện cái ngữ điệu cho anh nghe anh đọc như là đọc sớ đấy. Đúng rồi. Cái điệu hơi bị đều nha. Bình thường nói. Này. Đâu rồi, chạy đâu rồi? Thành quen. Con chạy điện đường mẹ ra ngoài. Nó đọc nghiêm túc rất là hay cô Tuyết ạ. Làm lúc đúng đọc mấy cái vừa đùa là đọc, đọc sớ mà quen. Kiểu vừa học. Vừa học và vừa không được nghiêm túc lắm.
nên là nói nó hơi bị điêu. Nói nhá. Đấy, mẹ góp ý ở đấy nào. Ok, next. Mẹ góp ý cái cặp sớ hay nhất. Ok. Nhanh lên, mẹ cho nhịn chưa bây giờ? Nào. My book fell out of my school bag. Hả? Sorry. The... The what? The what? I couldn't do my homework because... Because what? Here. Look at the box. The wind was very strong when I walked home from school. Oh my goodness. Four. I lost my books in the river. Because you went swimming on the river and then you dropped it? No! So why? Why? Because you go over. You go over the bridge and then you throw the books. No, just kidding. Number five. I lost my pens. Ôi giời ơi, đây là 1001 lý do không làm bài tập. Children say why they couldn't do their homework. Think of the funny reason of Jerome. Why? These are some reasons. So now you tell me your own reason. Cái này là ví dụ này. Bây giờ Elliot phải lấy ví dụ của Elliot nha. Tại sao không thể làm bài tập? Because I go to Hawaii. I went to Hawaii for what? Để làm gì? For what? For doing homework. Because you didn't do homework, ma. So now you explain why, ma. Because I gave it to NASA. Trời ơi. Okay. I did it. But I gave it to NASA. Oh my goodness. It's crazy. Another reason, please. Because I gave you, but you didn't do it for me. Huh. Now, next. Hey, let's see here. Because I had go to the moon last night. My mom cooked it by mistake. Oh! Can your mom cook your book? No! Nếu mà phát âm còn không chuẩn như thế nữa thì mẹ lấy sách đi nấu ấy. Còn nói điêu thế nữa là mẹ lấy sách đi nấu thật đấy, đây này. Bởi vì mẹ đã nấu nấu nhầm sách rồi. Because I gave it to an alien. I met the alien last night. And he took my books, all my books. Người ngoài hành tinh xin hết sách về rồi. Thì đây. Because my baby brother put it in the bath. Yeah. Maybe it's right. It's right. Yes. I like this. Because my drop pants on it. Úi dồi ôi, ở đây có baby brother này. Xong rồi ở đây lại có sister này. Sao giống trường hợp của con đấy nhỉ? Now another reason. You. Tại sao cô? You give me one more crazy reason. Because I eat it for lunch. No, that's not crazy. Another, please. Because my teacher eat it.
No, like always it and it. No. Another thing. I lost it in the sun. Really? I don't think so. You lost yourself too. You lost. Nếu mà lên đấy được rồi thì cũng ở lại đấy luôn nhá. You lost yourself too. Yeah. Ở lại mà đấy thôi. Từ đấy ba đấy. Con dùng súng đại bác, con để cái xe bắn bùng phát là bay ra đấy luôn. Đấy còn để quên. No. Answer the questions. When did you last have a cold? In grade 1. I had the cold. Nào thì quá khứ, nói. I had a cold in grade 1. Okay, I had a cold when I was. When I was in grade 1. Did you have a cough? I don't think so. Now, yes or no? Yes, I did. Or no, I didn't. No, I didn't. Không ho bao giờ luôn đi hả? Không có chát gì. Trời ơi. Now, did you go to school when you were sick? No, I don't think so. No, I didn't. No, I didn't. So you got a bad sick? Ốm nặng lắm hả? Mà không đi học? Nhẹ thôi. Nhẹ thôi mà không đi học. Nhẹ thôi, ở nhà trông em. Chưa có đời đâu. Đấy chưa à? Chưa có em à? Lúc ấy con mới có 1 tuổi mà. À lớp được lúc ấy con mới có lớp 1 mà. Ô, cái này nó cũng đâu có liên quan gì nhau đâu. Có liên quan, con chỉ ốm ở lúc có lớp 1 thôi, còn lại là con chưa bao giờ ốm. Ôi giỏi thế. Very khỏe mạnh. Okay, you are very strong. Did you forget doing your homework? Yes, I did. Yes, I did. Why? Because I was sick? I was sick? Yes. Oh my goodness, because you were lazy. Because you were lazy. You were lazy. Very lazy. Now stop. We are going to learn listening. The next. No. No. Yes. No. Yes or no? No or yes? Where do you go? Where do you? Drink water. Water. Ta 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 ta. Listening. Ning. Are you ready? We have Jane, Fred, Daisy, Jill, Jim, John, and Sally. Part 1. Look at part 1. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Oh, look! The soccer game is starting. Yes, some of my friends are playing. Is that Jim? The boy who's running for the ball? Yes, he's wearing a red shirt. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. 1. Jim's mother is there. She's watching him. What's her name? Jill. There she is, the woman with glasses. Is she wearing a blue coat? Yes. 2. Look at the small boy in the purple hat. That's John. His dad's carrying him on his shoulders. Yes. They always enjoy watching soccer.
3. There's Daisy. Who do you mean? The girl who's eating a burger. Is she wearing a scarf? That's right. Four. Is Fred playing today? Yes, he's wearing a blue shirt with a number 7 on it. Where is he? I can't see him. Look, he's kicking the ball now. Five. I know the woman in the black coat. Who is she? Her name's Jane. She's Fred's aunt. She's shouting something to the boys. Yes, she's enjoying the game. Now listen to part one again. Hey, very correct nha. Nghe, very good. Your listening is very good. Part two. Listen and look. There is one example. Hello. I'd like to help sometimes at the children's zoo. Can I do that? Yes, that's okay. But I need to ask you some questions first. Fine. So, what's your name? Can you spell it for me? It's Anne Jones. That's J-O-N-E-S. Can you see the answer? Now you listen and write. One. Okay then, Anne. Where do you live? I live in Field Road. Right. What number? Number 17. 17. Right. Two. Which days can you help here at the zoo? Well, I can come on Wednesdays after school or on Sundays. Okay. What about Sunday afternoon then? All right. Sunday afternoon is fine for me. Three. Which animals would you most like to work with? That's difficult. I like all kinds of animals. Well, we need help with the bats and the rabbits. So can I help with the bats? Yes, fine. Four. Okay. Now, you can work with Mr. Marsh. He can show you what to do. Okay. I must write his name in my book. How do you spell it? M-A-R-S-H. Thank you. Mr. Marshmallow. Marshmallow. Five. Marshmallow. Question now, Anne. Okay. What's your phone number? It's 753-694. 753-694. Well, thank you, Anne. Sunday. Now listen to part two again. Sunday, Wednesday. One. Okay then, Anne. Where do you live? Number two again. I live in Field Road. Right. What number? Number 17. 17. Right. Two. Which days can you help here? Why stop?
What happened? Sao không nói nữa à? I think it end. Stan? Đang listen again mà. Trời ơi. Người ta bảo là Sunday ở đây rồi, là có cái ngày ở đấy rồi, tại sao lại thêm Wednesday vào đấy? Chị có nghe thì chưa hết lời mà. Chưa nghe rõ hết nhỉ? Bats. Số nhiều này. Một con bat thôi à? One bat? Hả? Many bats. Marshmallow, okay. Marshmallow. Marshmallow. Ai ơi. What number? Number 17. 2. Which days can you help here at the zoo? Well, I can come on Wednesdays after school on... Tôi có thể đến vào ngày thứ tư, đúng không? Nghe thấy Wednesday ở đây, đúng không? Sundays. Okay. What about Sunday afternoon then? À, và vào buổi chiều Chủ nhật nữa. Thế thằng này mới hỏi là thế, chiều Chủ nhật thì như thế nào nhỉ? All right. Sunday afternoon is fine for me. Vâng, chiều Chủ nhật thì ok, ổn ạ. À? Vậy đó. Nó cho hai thời gian rảnh và nó chọn ra một thời gian thôi. Ok, maybe. Nào, nghiêm túc nhỉ? What's here? What's here? Ơi. Ơi. I cannot. Oh, yeah. I woke up at 7. Then I get up. Got up. Sao bây giờ lại biết got up? Con để nhầm bài. Làm vội vàng đúng không? Làm cho xong, làm cho có bài đúng không? Không. Con nhiều bài lắm. Phải rồi. Nào, woke up là tỉnh dậy vào lúc 7 giờ. Vậy thì dậy vào lúc mấy giờ? Thiếu thông tin. Tôi tỉnh dậy xong tôi dậy. Trời ơi. Thế thì phải nói là I woke up and then I got up at 7 p.m. Thế tính luôn, phải nói luôn là 7:05 dậy hay là 7:01 dậy chứ. Thế bỏ luôn ra woke up đi. Tôi dậy vào lúc 7 giờ đi. Lại còn tôi tỉnh dậy vào lúc 7 giờ, sau đấy thì tôi dậy. Đen đằng sau đấy à? Sau đấy cơ mà, có phải cùng lúc đấy đâu. Ôi trời ơi, I ate breakfast. Rồi, ok, ate breakfast. I did when? Câu này là gì? Tôi không biết. Vừa ngủ vừa đánh máy đấy à? I did when I finished eating là gì? Là... Trời ơi. Không thể dịch không? Hả? Quá khứ tiếp diễn. Ai bảo quá khứ tiếp diễn như thế? Phải to be cộng verb in chứ. Làm gì có cái P2 ở đây, làm gì có cái verb quá khứ ở đây xong lại verb gì đây? Không hiểu. Hiểu câu này luôn. Thế câu này nghĩa là gì? Câu này nghĩa là gì? Là tôi ăn xong vào lúc tôi... Câu này nhá. Tôi sau đấy, tiếp theo là tôi ăn sáng. Tôi đi ăn xong. Đấy, tôi đi ăn xong. Thì tôi làm bài tập đúng không? Mẹ ơi. When I finished. Đúng, when I finished eating. Đằng sau finish thì động từ ở dạng verb đúng rồi. When I finish chứ không phải thì hiện tại tiếp diễn, nhớ chưa? When I finish eating, I did
my homework. Đó. Cái này mới là một câu phải phải ở đây, nhớ chưa? Đừng viết câu đơn nữa, như thế này gọi là câu câu ghép đó. Có liên từ nối là when đó, đúng không? Khi mà tôi ăn xong thì tôi làm bài bài tập. Đấy, chỉ cần thêm từ when vào đã thành câu phức rồi. Đừng viết câu đơn như này nữa. Vào. Có ai nói là in 10 p.m. không? Hay là at? À. At 10 p.m. I did my housework like Mew. Nối vào. Housework. Like cooking meal. Không phải cook S. Tại vì cái này nó không phải là ở thì cái đấy nữa. Mình chia thì ở đây cơ mà. Như là việc nấu ăn này. Việc nấu ăn thì phải để nó về thành danh từ đúng không? Chứ mình không chia động từ gì ở đây cả. Cooking meal. Washing dishes. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ gật đầu, mai lại như thế. And in lunch, eat rice. Trời ơi, con đang dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh đấy hả? Thế ạ. At lunch. At lunch, nói chưa? Hoặc là nói luôn là I ate rice, meat, and vegetable for lunch. Vào bữa trưa, for lunch. Then I slept. Ok, cái từ ngủ trưa là gì? Là sleep. Then I took a nap. Được chưa? Sau đó tôi nạp năng lượng. Điều gì vấn nhau? Nào hẳn hoi nhanh xong rồi nghỉ ngơi đây. Tôi mệt ông quá rồi. Then I took a nap. Then I got up, lại tỉnh dậy. Nói luôn là sau khi ngủ trưa, nó hay hơn after taking a nap. Sau khi mà ngủ trưa xong, I did my homework. Chấm. Then I played. Đấy, cái từ này này, nó là hoạt động thì phải chia thì quá khứ chứ. Then I played. Then I played with my baby. Buổi chiều tối đi ngủ à? In the evening. I help my mom for dinner. Nói thế này văn có phải hay hơn không? Sau khi ngủ trưa thì tôi làm bài tập và tôi chơi với em gái, em trai gì đó. Xong vào buổi chiều tối đúng không? In the evening. Thì tôi giúp đỡ mẹ vào bữa tối. Đừng nói, đừng nhắc lại là nấu ăn hay là rửa bát ở đây nữa, có rồi. I went to bed at mấy giờ? Bao giờ ngủ cũng được. Nghĩa được ngủ. 10 p.m. at night. Nào tập trung lên. Học viết mà cứ gật gù như này á. Cô không dạy nữa đâu đấy. Không dạy nữa. Không dạy nữa. Không có hứng dạy nữa. I went to bed. Thôi nói tóm lại là như này. Buổi sáng là in the morning. Buổi trưa là at lunch. Buổi chiều là in the in the afternoon. Buổi chiều tối là
In evening. In the evening. Và buổi đêm là? At night. At night. Đấy, phải dùng những cái giới từ này nó đúng nha, nó chuẩn nha. In the morning. At lunch. In the afternoon. In the evening. Và at night. Hiểu chưa? Văn hơi lủng củng nha. Không sao. Có cần viết lại không? Cho viết lại nhá. Con để con lúc nào. Thôi, stop đây. We stop đây. Rồi bài tập về nhà là viết lại nhá. Sửa cho rồi, phải viết lại đúng, nhớ chưa? Cứ gật gù ở đấy đi. Ừ.